Vâng anh em, hôm nay thì tôi cái này thực ra tôi có hướng dẫn rồi, nhưng mà mấy lần đi câu cả anh em đến nữa thì nó thực sự là tôi nhìn cái dây linh buộc quá chi là xấu. Tôi mà cái đồ cứ kêu là không có nên thực ra cái này rất chi là nhiều. Tôi có hướng dẫn rồi, tôi hy vọng là sau cái clip này của tôi thì không có một anh em nào có những cái dây linh xấu xí cả. Ok anh em. Đây là một bộ lục, đây là chỉ tứ với lục thôi. Tôi nhớ là bạn nào đấy ở trên Chèm ở Hà Nội thì phải đến lấy, xong là có nhờ tôi đi đặt mãi mới được, có nhờ tôi lấy nhưng mà mãi bây giờ mới được, thì tôi lại quên mất số điện thoại của bạn ấy rồi. Thế nên là có hai cái thì tôi sẽ chuyển đi cho một bạn nào để tôi cũng quên mất rồi. Thì tí nữa thì tôi cũng nhớ tên ở đây. Thì sáng thứ hai thì tôi sẽ chuyển đi, hôm nay là chủ nhật mà. Còn đây, cái chỗ này thì tôi cũng không nhớ được bạn đấy là bạn nào nhớ lấy hộ, thế là tôi để tôi dùng. Đây anh em tứ này. Anh em đi chọn tứ ngũ lục. Anh em kiếm những cái tay cau này, tay cau tay xoài, hay gọi chỗ tay xào cau tay xoài, nó như là một, nó là một thôi. Đây này, những cái lưỡi như thế này nó bám rất chi là tốt, bám cá rất chi là tốt. Đây là tứ chín. Còn cái dây linh buộc đây, đây là cái dây mạng này, cái dây mạng đấy, dây mạng anh em kéo mạng internet đây. Đấy, Lâm ông cứ bảo là không có dây. Có bạn này nói xa nói gần đâu, nói ngay như Huy ngã tư Sở thôi. Rồi Sĩ Chùa Láng buộc những cái dây linh tôi nhìn rất chi là chói mắt. Nói chung là con cá nhìn không khéo nó còn đái ra quần, không chỉ là tôi. Đây anh em, lột cái này ra, tước lấy cái sợi trong, lấy buộc dây linh. Đấy, thấy không? Cái này bây giờ anh em lấy cái này buộc dây linh có làm sao đâu. Cực kỳ tốt luôn. Đây nhá. Bây giờ tôi lấy ra một sợi này. Anh em bảo không có cái dây mạng này thì đơn giản thôi, đi ra quán bán dây mạng ấy, quán bán đồ điện tử, bảo bán cho tôi 1 mét dây mạng, có 3.500 mét xịn. Thế là về tha hồ đồ chơi, có cái gì đâu đúng không? 1 mét thì buộc đến bao giờ mới hết, buộc cả đời. Đây này, cắt một đoạn này, anh em tiện này, xong đấy xoắn, lấy tay xoắn là nó sẽ đứt ra. Đấy, ok. Rồi. Đấy. Dây linh này. Đây giờ tôi buộc sẽ buộc vào đây. Thực ra thì có chống lật, buộc chống lật, chống nọ chống kia, nhưng mà cái này nó đã có sẵn chống lật rồi, nên là không phải thiết kế, không phải buộc chống lật nữa, anh em buộc mình buộc tôi buộc làm sao cho nó chắc là được. Đấy, rất chi là đẹp đúng không? Bây giờ siết lại. Đấy, cực kỳ chắc luôn.
thẳng tưng luôn. Nối cho thêm một mấu nữa ở đây, ở gốc này để tránh tuột này. Nói chung là cứ tròn chắc thôi, chứ còn buộc như vừa xong là cũng không 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 thể tuột được rồi. 5 nút là cũng không thể tuột được rồi. Đây, đẩy xuống sát gốc này, kéo căng ra để cắt dây thừa đi, thế thôi. Đấy. Rồi, bây giờ cái dây cước này anh em xuyên qua cái đầu dây mạng. Đây, anh em xuyên qua này, xỏ qua này. Thấy không? Nó rất chi là nhỏ nhắn và xinh xắn, cực kỳ đẹp. Hôm trước ông Huy đây, ông ấy gần táng cả nguyên cái hạt chặn là dài dài và ông ấy buộc. Đấy, ok. Xỏ qua, siết lại. Đấy, rất chi là đơn giản mà cái này cực kỳ nhiều bạn không biết. Các bạn xem các bạn không chú ý gì cả. Đấy. Rồi, lấy kim rút đầu. Rút đầu này. Ok. Đầu kia thì đừng có lấy kim rút, đầu kia là lấy tay siết thôi. Đấy. Thế là xong. Lỗ hơi nhỏ một chút. Đây thì nó móc vào đây oánh thôi, có làm sao đâu ạ, quá chi là ngon luôn. Đấy, ra quán mua lấy một cái đoạn dây mạng ngon xịn về buộc thoải mái luôn. Rồi, đầu này cho nó thành một cái cục ở đây làm sao mà nó tuột được, đúng không? Đấy anh em đánh web bét tên là nhà luôn, rất chính là đẹp. Nhỏ. Đây. Xong luôn. Đây là buộc xong cái tứ. Thế thôi. Tứ ngũ lục, tam tứ ngũ lục buộc như nhau hết. Anh em mình buộc làm sao cho nó gọn vào. Nhìn thấy như nhiều anh em buộc rất chi là lươm tươm. Đấy, xong. Buộc xong một cái tứ. Ok, thế là có đồ để đi chơi, rất chi là nhỏ gọn đúng không anh em? Lục. Không nhớ là lấy hộ bạn nào. Bảo nhờ tôi lấy, gọi điện đến lần thứ hai, nói thật là cũng mong cái bạn đấy thông cảm. Nếu còn như nếu mà bạn ấy có xem video này thì thôi alo cho tôi vậy. Chứ thực ra rất chi là nhiều anh em đến đây, chứ không phải là một hai anh em. Gần như ngày nào cũng có anh em đến đây chơi. Thế nên là không 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 tôi không thể quan tâm hết được. Hoặc là cũng có nhiều bạn bảo gửi cái nọ gửi cái kia, bảo ví dụ gửi cho một cân mồi chẳng hạn. Thế xong rồi loanh quanh tôi lại cứ gọi điện bạn nọ bạn kia, thế là rồi cuối cùng quên mất. Thế nếu mà bạn nào mà thấy mà tôi mà chưa 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 gửi ý, hoặc là thôi cứ chắc ăn các bạn gọi điện giúp tôi hỏi hộ tôi cái, tại vì đông anh em không phải một hai anh em.
Đấy. Thế nào ngon, bánh thoải mái luôn. Cho một vòng sát ở gốc đây nữa. Thế thôi, rất chi là đơn giản. Mà anh em cứ lúi húi mãi, tôi thấy những bạn buộc rất chi là đa số. Anh em đến đây thì, thì tôi cũng bảo là tôi hướng dẫn anh em mới tập câu, thì công nhận là đến mới tập câu thật. Chứ nhưng mà xem qua cái video rồi, ít nhất mình phải cải thiện được cái gì đấy đi đấy. Anh em xem xong rồi thôi kệ, mặc đời, nào kệ để là thế. Cái này nó không mất nhiều thời gian, đáng bao nhiêu đâu. Mà mình chỉnh chu lại thì đồ của mình nó ngon thì mình đi đánh nó sướng thôi. Mấy cái này thì chắc là tôi để tôi câu dần vậy. Nhưng mà đằng nào thì cũng phải mua thôi. Thế thì để câu dần cũng ok, không vấn đề gì cả. Nó cũng như kiểu là đồ ăn đấy mà, kiểu gì cũng phải dùng đến, thế thôi. Đây, thế là ngon. Ok, xong bây giờ lại xỏ dây xỏ dở một nữa. Buộc vào cho anh em hú họa hai cái này. Này thao tác đi thao tác lại thì nó cũng chỉ có thế thôi mà, nó như nhau hết. Xong cái quả này anh em cố gắng làm sao đây, anh em để ý cái lăng xê tôi gửi đến đấy, tôi buộc rất chi là gọn. À, không không có nhì nhằng, thừa thiếu linh tinh đấy. Ok, à, rất là gọn gàng. Đầu nó nhỏ. Ui, nhìn nhiều bạn buộc thô lắm. Hôm nay tôi đi, hôm trước tôi đi câu tôi quên cắm cái chân ô hồ, tôi quên không mang về. Trưa nay tôi chạy xuống tôi lấy, tôi thấy hai cái bạn này câu mà còn cái dây trục này còn chơi hẳn bằng dây cáp nữa chứ. Rồi tôi ngồi loay hoay một lúc thì tôi bảo thôi bây giờ câu cáp như này thì làm sao mà câu được cá, nó bắt thì bắt cá chim thôi. Xong rồi sau tôi ngồi tôi buộc lại cho bạn ấy một bộ một cái ngũ để bạn ấy câu. Đấy, ok, nó xin là hay đúng không, quấn vào đây. Thế thôi. Đấy, rất xin là đơn giản, không có gì phức tạp cả. Đấy, của tôi đều trên 3 vòng, bởi vì cước của tôi đo linh trục đều bằng nhau hết. Đấy. Rất chi là đơn giản đúng không? Thế thôi. À, sau clip này tôi chúc anh em có những cái mấu câu mấu buộc trục buộc chiếc này nó đẹp chứ nó không nhì nhằng nữa. Hy vọng không nhìn thấy anh em nào có mấy cái đầu buộc mà giống như kiểu là cái Tết nối vào ấy. Ôi giời, các bạn hôm nay tôi còn nhìn thấy vứt một phát 5-6 hạt chặn để chặn cái phao cái này. Không biết để làm gì, để dọa cá hay để làm gì. Đấy, ok. Chào anh em.